Rồi, Bon San Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng tím VIP nha cả nhà. Nói chung thực sự là cái tên găng tím là nhà vườn cũng tự đặt thôi. Tại vì thực chất là không biết tên của cây này. Đó, nhưng mà dựa theo những cái đặc tính của cây và hoa thì nhà vườn quyết định là đặt tên là găng tím. Đó. Nó nhìn nó rất là giống này, mới ấy ra mình nhìn rất là giống lộc vừng. Nhưng mà nó không phải lộc vừng cả nha. Đó, cái lá nó cỡ này là to nhất rồi. Lá non cỡ này là to nhất rồi. Nhưng mà đặc biệt của cái cây này hoa rất là thơm. Sở dĩ mà nhà vườn sở hữu được cái cây này là cũng bởi từ cái mùi hương thơm của cái hoa lúc cây này nó nở. Tại vì lúc cây này nó nở là hoa đơm hết kín cả cây luôn. Thì ông già của Sơn mới đi rừng đi ngang qua thì thấy cái mùi thơm, hít phải cái mùi thơm thì ông già mới đi bắt theo cái hướng của cái mùi thơm. Thì ông già mới tới và thấy được cái cây này. Là lúc đó là cái cây này nó phủ hết một cái màu tím mà ông đang lấy mật rất là nhiều luôn. Đó. Thì mới gọi cho Sơn và Sơn đi đến cái cây này và sở hữu được cái cây này. Đó, cái mùi thơm rất là đã luôn. Đó, trong bán kính cỡ tầm nói chung phạm vi cỡ tầm 50 mét trở lại là cái mùi thơm nó tỏa rất là đã. Nhưng mà lúc đó là nó nở kín hết cây luôn. Đó, nở kín hết cây luôn. Mà cái mùi thơm nó rất là dịu nhẹ nha. Đó, cái mùi thơm dịu nhẹ và nó ngọt. Đó, nó không có hắc mùi rồi đâu. Cây này thì vẫn còn đang nằm dây. Lộc non nè, lộc rất là đã luôn. Lộc ẩn đỏ. Lộc nè. Nhìn rất là đã luôn đó nha. Wow. Cây này thì thật ra thì Sơn cũng chưa có muốn giao lưu cây này đâu. Nhưng mà đợt này nó cũng có một số việc cần kinh phí nhiều cho nên là Sơn quyết định là giao lưu cây này. Nhưng mà hữu duyên thôi, chứ không phải là mình không phải như vàng là mình muốn bán là bán được. Đó, nói chung là hữu duyên thôi. Rồi, cây này là tổng hoành gốc là 140. Riêng cái gốc lớn này là hoành 90. Hai thân chung cốt luôn nha, lũ này, lũ rất là chắc. Cây cao là tính từ mặt chậu là 160. Tán rộng là 150. Đang nằm cái chậu lục giác, lọt lòng là 95 cả nha. Chậu có chân đôn luôn. Cây này nếu nhà mình ưng ý thì inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0889244699 nha cả nhà. Nếu mà hữu duyên thì mình ủng hộ luôn, giao lưu. Thật sự mà nói cây này là độc nhất vô nhị và đang hiện tại là khủng nhất, phải nói là của Việt Nam mình luôn. Đó, chưa ai có một cái cây khủng như thế này đâu mà làm tới 70-80% như thế này. Đó, tại vì cái cây này nó rất là đặc trưng, cái màu hoa tím nè, trái là nó màu vàng cam tầm như trái sam núi. Đó, nhưng mà cái mùi hương hoa rất là độc đáo. Đó, cây này là mình sưu tầm theo cái dạng hệ là độc lạ. Đó, độc lạ hiếm. Cái số lượng mà ngoài thiên nhiên thì nó cũng có khá là ít nha cả nhà, không có nhiều. Đó, nhìn lọc phơi nắng này rất là đã luôn. Cây này nếu mà nó còn hữu duyên
ở với Sơn đến lúc mà hoa nó nở tím cây thì thôi, lúc đó là tiền tỷ mới rút được cây này cả nhà. Còn bây giờ thì cỡ tầm 70-80% thì nó sẽ mềm hơn một chút. Nếu mà ai có nhà ý thì nếu mà gần thì có thể mình xem cây trực tiếp. Cây rất là đã luôn. Nhìn rất là mát mắt luôn cả nhà. Rồi nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì ủng hộ, liên hệ với Sơn báo giá để mà giao lưu luôn nha. Cây rất là khủng luôn. Tổng chiều cao nếu mà tính từ đôn luôn chắc không phải là 2 mét mấy cả nhà. Rồi Sơn thân chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nha.